Agustino Phan Viết Huy quân nhân 1795-1839. Thánh Agustino Phan Viết Huy sinh năm 1795 tại làng Hạ Linh thuộc xứ Liên Thủy, Phủ Xuân Trường, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nay thuộc giáo phận Bùi Chu, trong một gia đình công giáo ngoan đạo. Ngài đã lập gia đình và khi bị bắt với đạo Chúa thì Ngài đã 44 tuổi. Ở tuổi thiếu niên, Ngài đã dâng mình vào nhà Đức Chúa Trời để xin học làm thầy giảng sau này. Trong thời gian tu trì, Ngài đã được học rất nhiều về thần học và tu đức, nên khi phải nói về đạo, Ngài trình bày rất mạch lạc và rất giỏi về giáo lý, về đức tin. Sau khi học, Ngài cảm thấy đời tu trì không hợp với ơn gọi của mình, nên Ngài đã xin ra, trở về với cha mẹ, rồi sau đó ít lâu lập gia đình. Sau khi lập gia đình, Ngài xin gia nhập quân ngũ và phục vụ trong quân ngũ. Được 10 năm thì bị bắt vì đạo, theo chiếu chỉ cấm đạo của vua Minh Mạng. Hồi đó là năm 1838, Tổng đốc tỉnh Nam Định là Trịnh Quang Khanh. Vị quan này đã bị triệu về kinh và bị vua khiển trách là lơ là không tích cực trong việc thi hành lệnh cấm đạo của vua. Ông run sợ trở về dinh Tổng đốc Nam Định, quyết chí lập công để đền tội. Ông đã hăng say tích cực bằng mọi cách ra tay bắt bớ hết từ giám mục, linh mục, nữ tu, giáo dân, quân nhân, công chức. Mọi người phải bước qua thánh giá và bỏ đạo. Ai không tuân lệnh thì chém đầu hết, không dung thứ cho bất cứ một người nào. Ông đã thề thốt một cách mạnh bạo rằng, ta thề quyết không đội trời chung với đạo Gia Tô tả đạo. Ta truyền cho quân lính trong tỉnh này phải triệt để bắt hết bọn tả đạo. Riêng trong hàng ngũ quân nhân của tỉnh, Tổng đốc Trịnh Quang Khanh đã bày kế tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi tất cả các quân nhân công giáo thuộc tỉnh Nam Định. Trong số người tham dự bữa tiệc hôm ấy có tới 500 quân nhân theo đạo công giáo. Mọi người ngồi vào bàn tiệc, quan Tổng đốc vui vẻ nói lời chào mừng và nói chủ đích là khuyên mọi người phải tuân theo lệnh vua. Bước qua thánh giá bỏ đạo thì quan sẽ trọng thưởng tiền bạc cũng như có thể thăng quan tiến chức một cách xứng đáng. Nếu không tuân theo lệnh vua thì sẽ bị hình phạt nặng nề. Sau bữa tiệc, quan Tổng đốc đưa mọi người vào dinh. Đi qua cửa, quan đã để sẵn một bên là tượng Chúa chịu nạn bị đóng đinh trên thập giá, một bên là xiềng xích, roi, kìm, gông cùm, những dụng cụ để tra tấn tội nhân. Quan Tổng đốc nói, bây giờ mọi người được tự do lựa chọn. Bước qua tượng thánh giá thì được tự do và được thưởng. Không bước qua thì hình phạt đã sẵn sàng đang chờ đợi đó. Sau lời tuyên bố của quan Tổng đốc Trịnh Quang Khanh, thật là đau đớn và tủi nhục, đám quân nhân công giáo đông đảo ấy đã lần lượt bước lên tượng Chúa. Quay đi quay lại chỉ còn 15 người giữ vững lập trường chấp nhận hình khổ, nhất định không chịu bước qua tượng Chúa. Quan Tổng đốc bực bội với những người gan lì này, liền ra lệnh tống giam và đánh đòn cho tới khi bỏ đạo. Bị giam trong ngục tối, bị xiềng xích gông cùm và bị đánh đến bắn máu, nát thịt. Nhưng 15 chiến sĩ kiên trung vẫn một lòng cương quyết không bước lên ảnh Chúa. Ngày hôm sau, 15 người anh hùng đức tin bị đưa ra công đường. Quan lại dọa nạt ra lệnh đánh đập đến mềm cả người. 6 người vì đau đớn quá và cũng vì những lời dụ dỗ của quan Tổng đốc nên đã mềm lòng dại dột bỏ cuộc, bước lên thánh giá. Còn lại 9 người tiếp tục bị những trận đòn chí tử rồi lại đưa về ngục để hành hạ tiếp. Trong số 9 người còn lại này có ông Agustino Phan Viết Huy, ông Nicolao Bùi Đức Thể và ông Đa Minh Đinh Đạt. Ông Phan Viết Huy tuy có học và đã có vợ ở nhà quê, nhưng khi đi lính trên tỉnh thì ông lại tằng tiệu với một thiếu nữ trên tỉnh, ông cưới làm vợ lẽ. Trong hoàn cảnh này, lương tâm của ông bị cắn rứt, nên ban đêm ông đã hối lộ cho bọn lính canh rồi âm thầm trốn ra ngoài, tìm đến gặp cha Năng, cũng gọi là Thiều, đang làm phúc ở họ Phúc Đường bên cạnh nhà ông để xưng tội và làm tờ cam kết bỏ cô vợ nhỏ trên tỉnh. Sau đó ông trở lại nhà tù, chịu mọi hình phạt cùng với các bạn, đồng cảnh ngộ. Thế rồi 9 người chiến sĩ kiên trung này lại bị điệu ra công đường. Quan Tổng đốc vui vẻ hứa hẹn, khuyên dụ hãy bỏ đạo để quan trọng thưởng. Tất cả 9 người đều một lòng cương quyết không tuân lệnh vua để bỏ đạo. Quan Tổng đốc tức giận ra lệnh đánh đòn chí tử, đánh nát xương nát thịt
đánh đến các đầu ngón tay và các đầu ngón chân bị đau đớn quá, nhất là đau buốt trên các đầu ngón tay, lại thêm 4 người nữa nản chí bỏ cuộc, bước qua thánh giá, và còn lại 5 người vững đức tin quyết một lòng chết vì Chúa. Để tăng cường áp lực tiêu diệt đạo, vua Minh Mạng gửi thêm tướng Lê Văn Đức cùng với 2.000 quân tăng viện về Nam Định hợp tác với Trịnh Quang Khanh, tận lực tiêu diệt cho bằng hết Gia Tô, Tả Đạo. Ngày 25 tháng 6 năm 1838, thi hành án lệnh trảm quyết Đức cha Hanares Minh và thầy giảng Francisco Đỗ Văn Triều tại Nam Định, tướng Lê Văn Đức cho dẫn 5 binh sĩ gan dạ vững lòng này ra pháp trường, chủ ý để các ngài chứng kiến cuộc chém đầu, đổ máu thì sợ hãi mà bỏ đạo. Nhưng phản ứng ngược lại, các ngài không sợ hãi mà còn hân hoan, tưởng mình cũng được chết như 2 vị anh hùng tử đạo kia. Bực mình, quan lại cho giải về nhốt trong ngục, đánh thêm rồi bắt đeo gông xiềng xích tay chân để chờ đợi những lần tra tấn tiếp. Sau đó ít ngày, quan truyền đưa 5 người chiến sĩ can trường này ra công đường. Quan tỏ lòng thương xót, khuyên dụ ngọt ngào và hứa sẽ trọng thưởng nếu vâng lời vua bước qua thánh giá. Các ngài vẫn cương quyết một lòng, nhất định không bỏ đạo, không bước qua thánh giá. Thất bại lần này, quan bực bội truyền cho lính khiêng 2 đầu gông, kéo lê từng người trên thánh giá. Các ngài co chân lại, nhất định không chịu. Bọn lính dùng roi sắt đánh đau đớn quá, lại thêm 2 chiến sĩ nữa thối chí bỏ cuộc. Thế là chỉ còn có 3 người, đó là ông Huy, ông Thể và ông Đạt. Trả lại trong nhà giam, các ngài lại bị đánh đòn chí tử, khi thì 25, lúc thì 150 roi. Khi bị quan tra hỏi, ông Phan Viết Huy vì trước đã đi tu học cho nên hiểu rõ về đạo, ông đã thay anh em trong tù trả lời cho quan bằng nhiều lý lẽ rất minh bạch và giảng đạo cho quan nữa. Biết mình đối lý, quan bỏ cuộc rồi ra lệnh giam chung 3 vị này với cha Jacobi V, ông Lý Mikae Nguyễn Huy Mỹ và ông trùm Anton Nguyễn Tích. Quan tổng đốc làm án tử hình gửi về triều, nhưng vua không chịu phê. Vua truyền phải ép buộc các ông bỏ đạo, bước qua thập giá. Nhận được lệnh của triều đình, các quan cho lệnh đóng gông thật nặng rồi đưa 3 người chiến sĩ kiên trung của Chúa ra nơi công cộng, phơi nắng hè nóng như cháy suốt 21 ngày liên tiếp. Ông Huy và ông Thể ở cửa đông, còn ông Đạt ở cửa nam. Những người đi qua lại trông thấy, kẻ thì thương xót an ủi, người thì hành hạ sỉ nhục sau 21 ngày phơi nắng cháy da cháy thịt. Bọn lính lại đưa các ngài trở lại nhà tù. Lần này thì các quan gọi thân hữu bạn bè vợ con tới dinh trách móc dọa nạt, rồi hứa hẹn sẽ trọng thưởng, phải khuyên dụ ép buộc các ngài bỏ đạo. Quan cho phép vào nhà tù, dùng những lời lẽ tình cảm để khuyên dụ các ngài, nhưng tất cả đã trở thành vô ích. Các ngài cương quyết theo Chúa. Sau cùng, quan gọi các viên chức trong làng Hạ Linh, Kiên Trung và Phú Nhai tới, ra lệnh trong 1 tháng phải thuyết phục 3 ông bỏ đạo, nếu không sẽ bị trừng phạt nặng nề. Các ông run sợ nên đã tìm mọi lời ngọt ngào tình cảm để ra sức thuyết phục các ông bỏ đạo. Không thành công, các quan truyền bắt các viên chức đánh đòn rất đau đớn trước mặt các ông. Nhìn thấy vị bô lão làng Kiên Trung vì mình mà phải bị đánh đòn đau đớn quá sức thì động lòng thương xót, nên ông Bùi Đức Thể xin tha cho cụ già và bằng lòng bước lên tượng thánh giá. Sau đó ông Đa Minh Đạt cũng bước qua, chỉ còn lại người chiến sĩ Kiên Trung duy nhất không chịu khuất phục là ông Augustino Phan Viết Huy. Thế rồi ngay đêm hôm ấy, quan cho người vào tỉ tê khuyên dụ ngọt, 2 người bạn đã khuất phục rồi, còn gan lì làm gì nữa? Thôi hãy bước qua tượng thánh giá một lần thôi, quan sẽ tha và trọng thưởng cho để trở về với vợ con, gan lì quá làm gì? Nghe những lời dụ ngọt, ông siêu lòng. Sáng hôm sau, ông cũng theo chân 2 người bạn bước qua thánh giá. 3 người binh sĩ được thưởng nhiều tiền bạc và trả tự do ngay để trở về với gia đình, nhưng lại bị lương tâm cắn rứt dày vò, chịu không nổi. 3 ông gặp nhau đi xưng tội, rồi âm thầm bàn nhau quyết định cùng nhau lên tỉnh, cương quyết xưng đạo tiếp. Tới tỉnh, 3 ông vào thẳng gặp quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh xin tiếp tục xưng đạo, không bỏ đạo. Quan bực tức chửi mắng thậm tệ rồi ra lệnh giam ngục.
vì quan đã báo cáo triều đình là các ông bỏ đạo rồi nên bây giờ quan chỉ giam ít ngày rồi cho về, còn tiền các ông trả lại thì quan trao cho các viên chức trong làng của ba ông. Lần này quan cho về, các ông đau khổ ăn chay đền tội, cầu nguyện xin Chúa tha tội đã chối Chúa, rồi bàn tính với nhau quyết định làm đơn tuyên xưng đức tin, không bỏ đạo, đem vào tận kinh đô dâng lên vua. Đơn viết xong cả ba cùng ký. Tới ngày vào kinh đô thì ông Đinh Đạt phải theo đội binh đi công tác. Chỉ có ông Huy, ông Thể và người con của ông Huy mới 16 tuổi cùng đi để thăm dò tin tức. Đi bộ mất 20 ngày mới tới kinh đô Huế. Hai ông nghe ngóng biết hôm đó vua Minh Mạng ngự giá đi dạo trong thành phố. Hai ông liều mạng đón đường để dâng đơn trực tiếp lên vua. Vua nhận đơn và đọc xong, vua nóng mặt bừng bừng nổi giận, ra lệnh tống giam hai ông vào ngục. Sau đó vua trao cho quan bộ hình xét xử. Quan khuyên dụ và hứa hẹn rất nhiều điều. Thấy không xuôi, quan ra lệnh dùng đòn vọt khổ nhục. Một lần khác, vua quan bày trước mặt ông 10 nén vàng, một tượng thánh giá và một thanh gươm, rồi phán: ta cho lựa chọn, bước qua tượng thì được vàng, không thì thanh gươm sẽ chặt đầu tụi bay, xác sẽ chặt đôi ném xuống sông. Hai ngài đều chọn thanh gươm. Vua Minh Mạng nổi giận liền viết bản án: tội phạm Phan Viết Huy và Bùi Đức Thể phải cho lính đem ra biển lấy rìu lớn chặt ngang lưng rồi bỏ xác xuống biển để ai nấy biết rõ mà răn cấm. Ngày 12 tháng 8 năm 1839, quân lính giải hai ngài ra cửa Thuận An thi hành bản án vua Minh Mạng đã truyền. Đội lính đưa hai ngài xuống thuyền, trèo ra biển, đặt một thánh giá ngay giữa thuyền để hy vọng vào giờ thứ 25 các ngài sẽ đổi ý mà bước qua. Nhưng lòng tin sắt đá của các ngài không hề lay chuyển. Đội lính thất vọng liền trói hai ngài vào cột chèo. Thay vì chặt ngang lưng như bản án thì đội lính chặt đầu trước, sau đó bổ thân ra làm bốn. Tất cả buông xuống biển theo dòng nước cuốn, trôi dạt trên mặt nước. Xác các ngài được trôi dạt trên biển, nhưng hồn các ngài đã bay bổng về trời, lãnh nhận cành lá tử đạo chiến thắng, để lại cho hậu thế tấm gương anh hùng muôn đời tuyệt vời, đáng chúc tụng. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã tôn phong các ngài lên bậc chân phước, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng các ngài lên hàng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 1988.